Thì hồi xưa mẹ đi đám đi tiệc đồ gặp dì hồi xưa là dì tuổi với dì Tám con á. Dạ. Tám Thiếu á. Dạ. Ừ. Dì có học chung với dì Tám con không? Không, không có học chung nhưng mà biết. Dạ. Ừ, hồi xưa đi chơi chung nè. Dạ. Còn mẹ con thì lớn tuổi hơn nhưng mà biết. Dạ. Ừ, dì nói con lên con quay của em của dì Tư Diệu á, tại nó dì Tư Diệu nói dì Tư Diệu xưa là bạn của mẹ. Dạ. Nói bạn gì chứ kêu bằng chị lận. Dạ. Bạn chung thời ha. À, chung thời. Rồi, Thánh gì? Xin chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn thân yêu. Giờ thì mình đang gỡ gần ở trên ngoại mình nè, sát bên ngoại mình. Thì dì Tư. Dì Tư không dì Tư? Dì Tư, dì Tư Diệu. Dì Tư Diệu đang chở mình đi tới nhà của em trai dì Tư Diệu. Thì bệnh tâm thần. Mình có nghe mấy mợ mấy cậu mình nói á, mợ Năm cậu Năm, mợ Út cậu Út. Thì nói là dì Tư Diệu có một người em trai bị bệnh tâm thần. Thì bữa nay mình đi lên đây để mình thăm cậu chút. Khoan khoan, dì Tư đợi con. Dì Tư đợi con, dì Tư cho con mượn cái này đi. Đây là đồ ăn. Cơm. Ừ. Đây là cơm. Đi tới chút, đi tới chút. Dạ. Cơm. Cơm là ăn cơm với một cá cái hộp gà kho với cá cá này cá lòng tâm. Cá lòng tâm kho khô. Dạ, kho khô. Đây gì cần không? Để thế đó xem. Để xe đi. Phát cỏ lại. Ở lại đó không sao. Dạ. Đây. Dạ. Nắng quá. Giờ này cũng 12 giờ trưa rồi. Cho nên là trời nắng dữ lắm. Thì giờ á là dì Tư Diệu á chỉ đem cơm cho cậu, cậu đó kia bằng cậu thứ mấy vậy cậu? Cậu Năm em. Cậu Năm. Cậu Năm ha. Đi vô, đi cậu Năm em. Đi vô. Thì từ chỗ này mà qua nhà dì Tư thì bao xa dì Tư? Có nhà Tư ngay cái tiệm nãy đó. Dạ. Giờ chút xíu. Khoảng chừng 200 thước à ha. Mộ đó là mộ của mẹ dì Tư. Chú bắt tay hai kìa. Chào hai cô đi. Con thưa cậu. Đó là mắc cột cái giò đó thấy không? Dạ. Rồi Phan đói bụng rồi phải không? Ừ. Ăn bánh hết rồi nè. Nè mấy ngày nay bị tét cái đầu chảy máu. Dạ. Vô cậu khỏe không cậu? Khỏe không nói cho cô này có nghe. Cậu khỏe không? Cậu khỏe không nói đi. Nói cậu bị bệnh. Khóc rồi đó. Ngước mặt lên nói cậu bị bệnh con ơi. Nói đi. Đâu con. Cậu bị bệnh tâm thần, nói đi. Mày con. Nói cậu bị bệnh tâm thần. Em. Không có em, nó bậy. Còn ghế này đặt bể trên. Ủa nước này là nước gì vậy dì Tư? Đó là đấy đó. Dạ. Dì Tư phải qua chút nữa dì Tư xích nước dội. Dạ. Còn này té nè, té đập đầu chảy máu. Dạ, hôm qua phải gì Tư? Đó, ngủ đây. Đây, ngủ đây. Tự gì mắc trấu cái giò nè. Ngồi xích ở đây đi, xích ở đây. Đúng rồi. Nè, cột cái giò nè, ở con mình hả cưng. Đó bà già chết, cái mộ sát bên đó. Dạ. Nè, tấm nè, cái cột vậy đó. Rồi cái muỗng dục ra ngoài giờ lấy cái muỗng nào ăn. Đói chưa? Đói chưa nói? Hỏi nhiều quá cũng được. Hỏi nhiều không được. Hỏi nhiều quá la. Dạ. Cho ăn cơm xong rồi cho uống thuốc. Dạ. Tới giờ rồi dì Tư mới đem cơm qua, dì Tư còn phải bận làm kiếm ăn nữa chứ. Đó. Ngày ăn vậy cậu ăn mấy cử vậy? Ngày hai cử, cử giờ với cử chiều. Còn hồi sáng này thì tụi nó mua cho 10.000 bánh. Dì Tư có lại gần cậu được không? Được, lại gần được. Đó, cái bụng này hổm sưng, cái bụng bự dữ lắm. Bữa nay vậy là bớt rồi đó. Dạ. Còn cái giò là phải cột vậy nè, chứ không cột là y đập đồ tiêu hết. Đó. Dạ. Phải cột. Đau hay gì? Rồi đó, ăn đi. Thấy cái bụng sưng vậy. Bụng này là bị bệnh gan hay gì ta? Bệnh sơ gan. Sơ gan. Ừ, sơ gan thời kỳ cuối á. Nó thấy càng ngày càng ốm thấy không? Cậu nay được nhiêu tuổi vậy? 49 tuổi á. Dạ. Mà xưa giờ không có vợ con gì đó á. Dạ. Bệnh vậy ai đâu dám chịu. Dạ.
Tao xây mặt lên rồi, tao ngước mặt lên nè. Ngước mặt lên đi coi rồi ăn tiếp. Khùng quá. Ông nói gì vậy tao? Nói khùng quá à. Ông nói khùng đó hả? Ừ. Thêm nước đường mắm. Lạc phải không? Ừ. Không biết rồi ăn. Ăn là phải chịu mặn. Đó nè. Hốt giống như đó, hốt đất cát chậu vậy nè. Lạc quá, múc cát luôn ăn. À, ổng nói gì á? Đem đường cát đổ ra luôn. Đem đường cát. Đem đường cát, múc cát. Kêu đem đường vô đặt cho nó ăn. Đem, bệnh tiểu đường, không có ăn đường được. Rồi, em mặn dữ lắm, lạc là không có chịu ăn. Rồi nhiêu mới được chưa? Muốn muốn nó mặn lắm à. Rồi. 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 Rồi tổng lên cho đều tôi biết ăn đi. Mà, ăn tôi biết mà. Có bụng quá hả, xuyên bụng lắm. Nhà xịt bớt rồi. Ông biết dì Tư là chị biết, ông không? Biết. Ừ. Ông móc bụng, móc đất, ông trội vậy hả dì Tư? Nhiều khi người ta lại ta thăm người cho 150 á. Dạ. Cái qua thấy hỏi ủa ở đâu có tiền đó, người ta vô người ta thăm người ta cho. Ừ. Hỏi người ta cho có cảm ơn người ta hôn có. Rồi hỏi giờ tiền này giờ cưng cắt hay chị cắt? Nói thôi chị cất giùm đi đặng chị mua đồ ăn cho em ăn. Không biết. À có khi thì nói nghe đàng hoàng lắm, có khi chửi. Đem cơm qua ăn chửi, cái bạn chửi xấu xả luôn. Chửi. Ừ cái tức quá nói ủa mày tao xách cơm cho mày ăn mà mày chửi tao hoài, tao cho mày nhịn đói luôn à. Cái là không cần. Vậy chứ đói bụng là nhắn người ta kêu rằng chị đem cơm qua cho em ăn. Dạ. Ừ vậy đó. Vậy là đó, ngày nào dì Tư qua đó. Cũng giặt mền giặt mùng cho cho cẩu vậy hả? Ngày hôm kia qua là ướt nhẹp có ba cái mền ướt hết. Dạ. Ước hết rồi giặt nhà qua nay khô rồi tống được cái nè, nó nè cột đánh đùm vậy nè. Đánh đùm về cái cưng biết không sao nè. Cái giả chài nè, đồ tinh bàn đất, giả chài, chài lên vậy cái kéo ra, đập để. Đập cái gì vậy Tư? Thì nè, ly, chén, đồ, ăn cơm, tô đồ gì bể Tư. Cho ăn đồ mũ không đâu dám cho ăn đồ sành. Hồi là lúc mà ổng đi tới lui được á hả? Không, không có đi. Bây giờ là coi như từ hồi bệnh viện nó kêu trở về cho ăn gì, ăn đi là gì. Anh là của dì Tư cột vậy đó. Dạ. Ủa, à, dì Tư là chị hay là em? Cho chó. Dì là chị, chị thứ tư. Ôi, ông cho chó ăn là dì Tư. Nó, à, nó là em không, nó ăn là nó phải cho chó miếng vậy, nó sợ chó nó đói. Vậy hả? À. Đó, vậy đó. Rồi tối cái mà chiều cái dì Tư qua, cái dì Tư quét sạch sẽ vậy là nằm vậy đó, ngủ. Hỏi anh em ơi, mày ngủ rồi tối mũi có cắn không? Không, không, mũi nó không dám cắn em đâu. Dạ. Nói vậy. Rồi ăn cơm rồi cho uống thuốc tâm thần rồi mới ngủ mới im. Nhưng mà dạo này ban đêm la dữ lắm. La ở đây, ở gần đây là người ta nói không có ngủ nghe gì được. La là la làng la sớm hay là la cười la, giỡn hàng thân? Không, không có cười giỡn, la kêu hú tùm lum. Giống như là cũng không có trí nhớ, hiểu không? Dạ. Vậy đó. Thì xung quanh đây người ta cũng... Người ta cũng biết nó bệnh. Dạ. Từ vì bác sĩ kêu trở về cho ăn gì ăn đi. Cái gì cũng ta nói với các em vậy đó. Ừ, để cậu mấy cá này lên ăn đi. Ừ. Nó không có chịu ăn thịt. Ăn mày gì đó. Ừ. Nó ốm này, ốm dữ lắm rồi đó. Ừ. À, giờ là tới giờ trưa đó. Rồi chiều cũng phải đem cơm qua cho ăn. Rồi bắt đèn cho nó, rồi sáng qua tắt. À, bà già rồi chôn này, bà chết này cũng năm mấy rồi. Ừ. Chứ nó cũng bệnh xưa giờ vậy đó. Ừ. Nghe con có hút thuốc không? Có mệt. Có không? Có mệt. Con hút thuốc dữ lắm phải không? À. Ừ. Dạ. Răng tươi không? Dạ. Răng cậu răng tươi à, răng con hút thuốc không à phải không? Dạ. Có việc đó không con? Cậu ơi, cậu khỏe không? Thấy trong người cậu khỏe không? Có đau nhất chỗ nào không cậu? Không. Uh-huh. Sao mà cậu bị xích cái chân lại vậy? Sao nói? Qua bệnh. Nó tại bị bệnh tâm thần. Nó qua bệnh được. Bệnh được. Cậu biết cậu bị bệnh không? Biết. Uh-huh. Biết không mà bệnh rồi có bụng mẹ. Bệnh từ trong bụng mẹ hả? Ừ. Dạ. Nó nói nó bệnh rồi tao uống mẹ nè. Mấy đứa hỏi chứ con cậu biết cậu bị bệnh hơn là biết. Uống nước vô. Cậu ăn cơm rồi cậu uống nước chưa? Uống đây chưa, uống á, uống đi. Đâu uống nước vô coi. Dữ trời. Đó, vậy đó, giờ cả nó xin hút ở đây. Xin
Dạ. Sưng. Hổng rồi cũng sưng bụng đâu, đưa cái giò ra coi sưng ra con này cổ có quay phim lên này cổ cho thuốc uống cho hết sưng. Ừ, nè này nó cắn nhìn chiếu. Sưng cái bụng của hổng cũng sưng bự lắm. Này nó. Dạ. Nó xịt nó tự nhiên. Được rồi, hưng xét không? Cậu, con hỏi cậu ơi, cậu Năm. Dạ. Cậu cậu bệnh nay được bao lâu rồi cậu Năm? Thì vậy từ thở. Hả? Từ thở còn thơ. Hôm bữa từ thở còn thơ hả? Bệnh lợi dạ. Nay 10 vạn kiếp rồi. Dạ. Nay giờ 10 vạn kiếp. Nó là nó bệnh nay 10 vạn kiếp rồi. 10 vạn kiếp. Nói vậy ai nghe như nghe. Cẩn á. Dạ. Làm cho em cẩn á. Cẩn hả mẹ, cậu? Mẹ hết trơn rồi. Cậu mới nhìn mà dạ. Thấy mà biết con ta. Sao không biết? Dạ, cậu hay thiệt luôn á. Vậy mà la bệnh gì, có bệnh gì không? Không như bàn tay của ông em bị cẩn 10 ngón tay của anh. Dạ. Giờ nó cẩn lại. Dạ. Alo. Đứng nha, tự đứng nha. Đó, đã xích cái giờ đó. Mày sao mà ngày hôm qua cậu bị chảy máu đầu vậy? Nó chảy máu tụng máu kia kìa. Nè. Không. Trời ơi, xô. Ai xô hả? Không biết. Giờ con nói dì Tư á, mở dây xích cho cậu đi nha. Dạ. Cậu chịu không? Dạ. Hả? Dạ. Cậu chịu đi không? Dạ, đi theo mũi. Đi theo mũi hả? Bậy bạ, không có bắt tay được. Người ta đang làm việc á, không có bắt tay. Cậu nói cậu đi đâu? Mày vậy có thấy cái giờ đi theo mũi. Mũi là ai? Mũi là Thiên Lương. Mũi là Thiên Lương, nó coi phim, nó bắt chước Tông Phim. Tông Phim hả? Ừ. Người ta bắt chước Tông Phim thì nó nói bậy vậy đó. Mà lần đó đập tiêu hết rồi. Khi dạ. Thì nó nói cũng được. Có khi nó nói mình nghe cũng đúng á, có khi chắc quá à. Dạ. Ừ. Đó, tối ngày quần áo vậy đó. 2-3 bữa mới tắm bữa. Rồi tắm phải có 2-3 người mới mở phá ra được. Chứ một mình tôi không có mở được. Mở rồi nó không có chịu cột lại. Chị hả ơi? Ừ, mở rồi nó đâu có cho cột lại nên một người là không có làm. Ổng có khi nào cậu chạy không? Chạy, chưa có phải nào biết. Không mà, bữa hổm 3 người rồi, bữa hổm con với 2 người nữa là mới cột lại được. Tự vì tắm á, nếu thay cái quần thì phải nó lệ thuộc phải dây xích đó đó. Phải mở ra mới thay quần khác được. Sao khóc vậy? Thì muốn khóc khóc, muốn cười cười bệnh mà. Dạ. Thôi lấy tay xuống đi. Nè lấy áo này lau cho sạch sẽ đây. Lau đi. Sao mà cậu Năm khóc? Sao khóc nói cho em chán nghe đây. Nói sao khóc nói đi. Nó vậy đó. Muốn khóc khóc, muốn cười cười nhé. Dạ. Bệnh mà. Nó đâu có bình thường như mình đó. Dạ. Mà ngặt có một cái á, bây giờ bác sĩ nào, bác sĩ Nguyễn Đình Chiểu cũng kêu trở về, mà bác sĩ bên tâm thần cũng kêu trở về. Dạ. Chứ phải người ta điều trị thì mình cũng để đang điều trị, này người ta không có chịu. Người ta nói trở về cho ăn gì cho đi. Rồi đẹp trai rồi cậu Năm ơi. Đợt. Bỏ áo vô quần luôn. Áo quần luôn. Bỏ nó còn sao vô. Bỏ vô cho ngon đây, kéo lên. Ừ, kéo lên càng hoàng rồi. Chúng ta chụp hình. Để chụp hình nè, hình mốt cho tấm hình. Ăn chim đi đủ ngon chứ. Ừ. Theo cái đáng lẽ ấy, đồ mới cho bận nữa. Vậy được rồi đó, đồ mới ra mà cho bận, bận ít bữa làm tiêu hết nè. Đem Dục Dũng hết ra nè. Dũng hết rồi. À. Sao Dục tới kìa, dì Tư? Hôm đó chưa cột á, hôm dạ. Đó chưa cột lại nhiều đồ đem tuôn Dũng hết. Dạ. Rồi dì Tư mới lội mò vét lên, mòn mùn này là Dục hết. Rồi tấm điểm chúng ta đi mà, chung tại đó. Dục với Dũng hết trơn luôn, không còn thứ gì. Còn đàn cày của chim đèn của bả chưa mãn tan, mãn tan lại em dục hết em. Nó ở với bà già có cái mộ, có quay cái mộ, mộ sát bên. Dạ. Mộ vàng không? Mộ vàng. Mộ vàng không hả cậu? Ừ. Giờ bữa không ra nước đem đục. Bữa không có ra, không có nước đem đục á. Đục ra lấy vàng đâu. Lấy vàng ra làm gì? Nó nói cho muội biết thôi, lấy ra làm tay ông tay chai. Lấy xương bả ra. Lấy tay ông tay chai nói cho muội biết. Lấy xương bả ra. Coi có cái tình hình nhỏ nhỏ để đây coi nè, cái bệnh á, bệnh đập dục tiêu hết rồi. Dạ. Hổm gài qua kêu chị bắt tình hình cho tôi coi. Ừ. Mày đập dục hết lấy gì đâu bắt. Này đứa em hả? Dạ, em con bà Bảy. À, bà đây là bà Bảy. Ở gần xóm, sát bên nhà của cậu Năm ở đây. Còn đây là dì Tư. Dì Tư là chị kế của cậu Năm.
Rồi bây giờ mình sẽ hỏi hoàn cảnh bệnh tình của cậu Năm ở đây. Dì Tư nói sơ sơ cho con biết với dì Tư. Nó bệnh hồi đó giờ lâu rồi, nhưng mà hả, chảo đi qua bệnh viện lâu năm nay khoảng nhiêu năm vậy ta? Hồi năm nay nó 49 tuổi, mà nó bệnh hồi năm nó 13 tuổi tới giờ lận. Mà không phải bệnh suốt, bệnh là cái chảo đi tâm thần, người ta điều trị cho hết rồi, cái về lãnh thuốc tâm thần uống hoài luôn. Coi như đêm nào cũng uống, nếu mà không uống là ngủ không được. Rồi xong cái là nó cũng bình thường như mình, nhưng mà tối nó phải uống thuốc nó mới ngủ được. Nó rồi sau này cái nó bệnh, nó mới bệnh trở lại đây khoảng từ ngày năm 13 tuổi tới giờ là phải 5-7 năm là phải chở đi tâm thần một lần. Một lần điều trị vài tháng người ta mới trả về. Người ta trả về cái khoảng chừng 3 tháng nay là nó bệnh lợi. Mới chở qua bệnh viện Hữu Định của tỉnh Bến Tre là người ta điều trị. Người qua người ta dập thuốc tâm thần vô mạnh quá, cái bắt đầu sưng gan, sưng khắp cơ thể từ cái bụng này trở xuống là sưng nè. Người ta báo là bây giờ tràn dịch màng phổi, bệnh tiểu đường, sơ gan. Người ta từ bệnh viện tâm thần mới chuyển lên bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu nó siêu âm, nó nội soi gì á, nó nói là bị sơ gan thời kỳ cuối. Rồi nó ngăn chặn thuốc lại á thì nó bớt sưng, nó mới cho về, nó kêu thôi trở về cho ăn gì ăn đi chứ. Nay là bác sĩ nói vậy, nay bao lâu rồi gì vậy? Khoảng 3 tháng. Cái nó kêu trở về đi, cái trở về cái bệnh tâm thần của nó quậy quá rồi, cái ở nhà chịu không nổi mới trở qua tâm thần nữa. Tâm thần mới cho uống thuốc vô, cái bắt đầu cái ngày đó nó nằm ly bì. Cái ông anh nuôi á, cái ổng mới báo bác sĩ xuống coi á là nó dị hoạt rồi. Cái bác sĩ xuống nói với người nuôi á, chứ bây giờ có người nhà ở đây nha, tôi vô một chai nước biển trị bên đường, bây giờ đang tuột đường mà đang tuột huyết áp nữa. Nếu mà vô chai nước biển này nếu im á thì im, còn không im thì nó sẽ đi. Cái người nhà cho vô đại, sao vô đại cái nó qua khỏi. Nó qua khỏi xong rồi cái bác sĩ kêu thôi chở nó về đi. Cho ăn gì ăn đi chứ nó trị không có khỏi đâu. Đó là chở từ hôm tâm thần đến nay, chở về khoảng 2 tháng, hơn 2 tháng gì đó. Là trong hơn 2 tháng nó trở lại đây là nó có chết, một ngày đó nó chết 2 lần. Cái tôi với bà Bảy ở gần nhà này nè, mới kêu bà qua cái kêu nó hết thở rồi, kêu quá khoảng 15 phút cái bắt đầu tự nhiên sao nó thở được cái khì. Là nó sống lại, cái ngày đó là nó chết 2 lần đó. Rồi kêu là nó sống lại luôn, tới nay là khoảng tháng mấy rồi đúng không bạn? Nó là vậy đó. Là chết, cứ làm thinh quá trời, kêu quá tại kêu quá trời, hồi sao nó thở được. Ủa, cái mình khì mình kêu là người ta tỉnh hả bà Bảy? Biết ở đâu mình biết kêu, đâu mình cũng kêu người đại thì kêu, người thì lắc nó vậy nè, mình kêu đại à, kêu đại gì kêu sao hồi sao nó thở là nó tỉnh là được chứ không phải kêu tỉnh. Là nay khoảng tháng mấy nay là nó chết 2 lần mình đó. Thấy ngày vậy đó. Mình thấy nó chết, mình kêu quá rồi kêu vậy cũng như ai cha mẹ đồ khóc lóc vậy. Vậy đó chứ. Sao hồi nghe mình không có khóc được. Mình kêu quá rồi kêu. Đó là nó bệnh là phải cột cái giò nó vậy đó chứ không cột là nó đi đụng cái gì nó đập cái nấy. Rồi nó đi nó làm rối xóm làng nên phải cột lại vậy đó không? Như hồi nãy mình có nghe dì Tư nói là bà là mẹ của dì Tư với cậu Năm ở đây á, là bà mất này được năm mấy rồi. Năm mấy rồi đó. Cái hồi lúc trước á, thì bà ở nhà ở đây chung. Bà chăm sóc lo lắng cho cậu Năm. Rồi nhà này á, thì hồi lúc trước thì ông với bà xây cột, dành làm dụm cột. Làm cột là mấy cây cột xi măng á. Rồi còn cái mái tôn với lại mấy cái mái tôn để dừng giáp vòng. Dừng giáp vòng á là của ấp của xã từ thiện người ta cho đóng. Ở đâu công an hay gì đó. Ở ấp của xã gì không phải ta dắt vô người ta cho đó, dì Tư cũng nay được bao lâu rồi dì Tư? Nay chắc khoảng 2 năm hả em bảy? Hồi lúc má con còn sống chắc 2 năm hơn. Cỡ 2 năm ạ. Còn cái nóc ở trên thì dở lủng nát hết rồi. Cái nóc thì lâu dữ lắm rồi. Còn người ta cho là người ta cho dừng giáp vòng thôi chứ người ta không có cho cái nóc. Còn tên nóc dở lủng. Mưa nó cũng bấy hết trơn rồi. Để vậy luôn. Ông nói để vậy luôn người ta. Để vậy luôn chứ không biết làm sao. Nó là để vậy luôn chứ không biết làm sao. Thì nhà của dì Tư, dì Tư lấy chồng rồi có gia đình ở kế bên đây, đi khoảng 200m, 300m là tới. Rồi bây giờ là bà mất rồi thì dì Tư vậy còn phải ai nữa không cho dì ăn. Tư? Nấu cơm. Có chồng có vợ hết rồi, ở xa hết rồi. Vậy là mình dì Tư mình dì tới Tư nuôi về chăm nhiều khi đó. Tắm rửa rồi giặt quần áo rồi sáng thì đem bánh qua cho ăn, rồi trưa dắt giờ nãy ăn cơm trưa đó,
rồi chiều cho ăn cử cơm chiều và bắt đầu bỏ ngủ một mình. À, ngủ một mình rồi sáng bữa sau thì cũng y vậy. Ngủ mình đó. Ngủ cắn tôi, nó mùa mưa này chắc cắn. À, hỏi nó chứ, Hòa hỏi mũi có cắn mày không Nam Em, nó không đâu dám cắn tôi. Nó là mũi đâu có dám cắn. Trời ơi, hôm bệnh cô rớt đó là nói à, mày đừng đi đâu, không bị thuốc nó cũng chứng bệnh rồi. Ừ, phát bệnh rồi gì cái nói à, mày đừng đi đâu. Lúc đó là thả ra hả? Bà lúc nó chưa cột. Nó chỉ mới phát bệnh mình không biết. Là cái nó đi chơi. Là trước đó thì bình thường. Bình thường nhưng mà nó không có bình thường như mình. Cũng như nó đánh nổi cọt thằng chạp á, trong cái lỗ thằng chạp nó riêng đó là nó đi nó đi về chơi gì rồi bà bảy ở gần đây rồi ban đêm ban hôm á rồi cậu Năm cậu la dữ la dữ lắm, la qua trời luôn đi. Nó là có khi là sáng đêm trời la tuốt Mỹ trên kia nghe chứ không phải ban đêm vắng á, ban đêm vắng nó la lớn lắm. Lớn lắm, ở đâu người ta cũng nghe, sáng người ta hỏi vụ gì nó la, thôi tội nó bệnh nó la vậy đó, la dữ lắm. Ban ngày có khi cũng la dữ lắm mà có khi không có la. Khi không la sợ chết rồi. Đúng rồi đó. Không nghe là sợ chạy qua đó. Đứng ngay cửa nó chết. Đứng ngay cửa hàng rào á vô. Nếu thôi lại ngay chỗ nghe bữa hổm là cái chỗ này không có dừng. Rồi ông ở trường. Có khi ông ở trường ta đi ngang ta quở qua đi gì tư mới đậy bớt lại đó. Mình nghe cậu Năm mình nói là cậu Năm ở đây nè, là bình thường á là cậu không có chịu bận đồ. Cậu ở trần ở trùng vậy đó. Rồi chị Tư qua đem cơm qua thì bắt bận quần vô mới cho ăn cơm. Phải không chị Tư? À, bắt bận quần mới cho ăn cơm. Dạ. Còn không mặc quần là xách cơm về à. Tự nhiên nó đói quá thì nó phải bận vậy. Vô. Dạ. Rồi không có cởi ra không chị Tư? Không, có nói câu dày nói là chị một chút chị về tôi cũng cởi ra hà. Nó nói cái gì Tư mới nói vậy, nó mày cởi là chiều tao cho mày nhịn đói. Cái nó chửi nó hô không cần. Chửi tùm lum hết trơn là tốn cần. Thì nói gì chứ tới đói là bắt đầu nhắn người này người kia đem cơm qua cho ăn. Nhắn người ta đi ngang đường lộ tại vì ở cái cửa cách khoảng 50 mét thì có cái đường lộ đan bự bự giống từ đây mà cái đường lộ ấn trước đây nè mà đi lại đằng nhà của cậu Út mình á là khoảng chừng 500-600 mét. Người mở Út vẫn giữ hấu đi vòng vòng ấn trước nãy giờ. Mở Út nãy giờ cũng có lại chơi. Dư hấu nó không chịu vô rồi mà Út nghe đứng hơn trước rồi. Cái cơn đó nó nói nghe đàng hoàng lắm. Dạ. À, người ta lại cho tiền để đó, nó hỏi giờ tiền đó mày cắt à, sao Năm Em? Cái nó nói thôi chị đem về chị cắt đi, chị mua đồ dùm cho em ăn. Đó là đàng hoàng rồi, đúng không? Dạ. Ờ, có khi ha, chửi nát hết trơn. Bây giờ lên vừa tới đây là anh ấy. Chị không có lên cao. Đó là cột cái giờ vậy đó. Nghiệp mẹ mất rồi không có cần ai đâu. Không bà bảy. Lo bảy thì khổ quá chứ. Dạ. Có ai con á, cha mẹ thì còn con thì lo cho con chứ anh chị em đâu có lo được. Thí dụ lo cũng phần nào thôi. Nó cũng đâu có mà lo. Mà điều qua nhiều khi thấy khổ lắm. Hiện giờ có con này ở gần chứ mấy thằng kia nó ở xa rồi mới trần thân. Qua nhiều khi thấy khổ lắm, thấy mà đứt ruột luôn. Mình đây còn được nhiêu đất về đây chắc hơn công đất gì hả? Dạ. Vừa có khi thì bẻ bán cũng được 1.500.000. Rồi có khi thì với nó cũng được lãnh lương. Lãnh lương tháng được 405.000. Dạ. Thì mình cũng hộ nghèo hả gì Tư? Hộ nghèo á. Dạ. Theo nó không bệnh thì nó nhín nhút nó ăn cũng được. Mà thằng nhặt nó bệnh á. Em thứ 6 nữa. Em thứ 6. Qua cho hút hút. Cho thuốc hút à. Cho điếu vậy hút nhưng thôi nó xin. Xin vậy đó. Ai đi ngang ở ngoài đường kìa nó biết nó cũng xin. Nó xin rồi có khi người ta cũng vô người ta cho. Không biết thư nào đâu. Em nghe cậu Sáu đó ở gần đây không mà bạn? Ở gần ngoài cậu Út con á. Ở ngoài cậu Út con. Dạ, xa khỏi nhà cậu Út của con. Vì ngày nào của cậu Sáu cũng xuống thăm không? Khi nó mắc đi mần thì thôi, còn nó quẩn nó cũng chạy vô thăm mà nhiều khi có gì cũng xách vô cho ăn. Dạ. Ngồi chỗ chứ đòi ăn dữ lắm. Vậy người này người kia chạy tới chạy lui chứ không có ai trực hết. Không có ai trực, ban đêm thì ngủ con mình thôi. Đêm nào mình đó. Rồi đi ngang á mấy người đêm nào la quá trời thì tôi kể nó còn sống tôi còn ngày thôi nó nín mình tỉnh táo thế ơi Năm Em ngoài nhà vô ha vô con rồi đêm nay nín con sống mà vô. Chết nhà vô thì ra mày coi coi đêm nào mà không nghe nó la là sáng phải chạy qua thăm liền. Dạ. Sợ nó chết. Dạ. Đây khuya cỡ 3 giờ là tôi thức rồi, cái tôi dậy ra nghe em ra hàng rào dồn. Giật tháng được như vừa nó như còn thấy có trái khỉ gì đâu, có khi thì cũng được 50-70. Và giờ tháng này không có khỉ gì đó. Nó treo đâu mất hết rồi. Tháng này cũng không có giật nữa. Chưa giật.
Là tới giờ cậu cũng chưa có vợ, chưa có con gì. Không, không có vợ con gì hết. Năm nay nó 49 tuổi. Phải có vợ con, vợ con lo cũng được. Không, mà cái giọng này nó cũng bỏ nữa. Vậy đâu sao, bà nghĩ ai đâu chịu nổi. Nhiều khi không có, không có bệnh thì có vợ. Còn nhiều khi bệnh này giờ bỏ không được, cũng phải lo chứ sao vợ. Vậy đó, đâu có ai có vợ, có con cả chứ còn không có vợ, sao rồi. Khổ dữ lắm, khổ. Khổ lắm, thấy nhiều khi mình qua mình thấy đó, thấy tội nghiệp lắm. Giống như mình xích lại giống như con gì vậy hắn. Ngày hôm qua nó nói vậy nè, hôm qua chị Quang xách cơm qua cho ăn, nó nói vậy nè. Bà coi nó nói vậy con thử nó khôn không. Chị Thư, bây giờ mà chị mở em ra em cũng ngồi chỗ em không có đi đâu răng á. Cái nói thôi mày đừng có dụ tao, nó là thiệt à. Vậy là ổng muốn mở ra à, chứ cột lại tù túng à, à, mấy lúc mà dì qua cái nó chửi cái nói ủa tao xách cơm qua cho mày ăn mà mày chửi tao hoài à. Công chuyện của tao bển ngàn thiên đó bển á, tao mà không kịp á bển á. Nó nói vậy nè, ủa chị tưởng em có công chuyện á, chị cột chuyện gì năm nay tháng kia chị chịu nổi không. Nó nói vậy nó cũng à, có khi nó nói nghe hay lắm á. Cột chị năm nay tháng kia chị chịu nổi không. Bọn chị tưởng tôi không có công chuyện ha. Đó, là vậy đó. Mà theo độ giờ mở thì chắc nó cũng không có đi đâu quá vậy. Không, mở ra đồ nó đi nó té. Mày thấy nó té bể cái đầu nó tụng máu không bé. Té trúng dưới đất chắc chứ đâu cũng đâu. Không có, vậy nè mới té, từ gì đứng vậy á. Rồi xe quay cái nó vướng sợi dây. Vướng dây ngã ngửa. Vướng dây ngã ngửa mới té chảy máu vậy đó. Yếu, yếu. Nó vậy á. Không, bây giờ mà thả ra là đi cắm đầu Dũng chết á. Dạ đúng rồi. Ừ. Mà tội nghiệp cậu dì Tư biết sao không, không có nằm ngủ mụn được à, vậy đó. Xé mụn không xé tiêu hết nè, mũi cắn hả chiếu kìa, có bữa giục ra trời mưa ướt nhẹp luôn á, tôi phải lấy cái mền khác tôi chạ tải cho nó nằm. Cậu nằm giường được không dì Tư? Ơi bẻ bẻ gãy hết rồi, bẻ gãy mới đem dựng đó. Dạ bẻ gãy thôi nè, theo giường bằng inox á, đâu bẻ nổi. Thôi ông ơi, bẻ bằng inox ổng bẻ ông đâm ổng chết ổng à. Dạ hả? Ừ không được. Bây giờ cho ăn là cho ăn đồ mũ không á, không có dám cho ăn bằng tô sành tô gì á. Qua cái bụng nó sưng dữ lắm á, sợ đó, sợ đi luôn đó. Nó thấy nó khổ vậy mà biết gì, ở dưới đất cũng khổ vậy mà đem dạ không có được. Dạ. Có khi nó còn nằm dạ khóc. Về mới về nằm dạ làm quá trời, tôi nghe nó không biết đập tiêu rầm rầm. Nó khóc nó nói dạ hỏi vụ gì khóc nó là trời sao khổ quá, nó nói vậy. Hồi tỉnh hay gì ta? Ừ, tỉnh. Nó nói sao khổ quá. Chứ bây giờ mở nó ra đâu được. Mở nó ra nó quấn người ta. Cậu lên ngồi ghế cậu Sáu ơi. Ngồi đây ghế nè bé. Ngồi đây đi. Sớm rồi đi khám bệnh. Mày hả? Ở bên Minh Đức. Bệnh gì nữa? Ngay. À. Ai nó mệt nhiều khi nó ăn cơm nửa chừng nó thở chứ hỏi nó là nó khỏe chứ. Cậu hút thuốc được hả cậu cậu Năm? Thèm. Thèm lắm. Cậu muốn hút thuốc hả? Ừ. Hả? Muốn bớt hút rồi. Dạ bớt hút lại nha. Ừ. Bớt hút lại mới hết bệnh nha. Ừ. Thì cậu nằm dưới đất vậy hả? Nằm đất tiền miên vậy đó. Sao cậu, sao gì dì Tư không mua mấy chiếc chiếu để dành thay đổi cho cậu mỗi ngày dì Tư? Ừ, nó để mua mà lần quần tiếp quá. Mấy cùng gì chứ không có mặt máu. Ừ, vậy đó. Ừ. Rồi quá, thầy rồi đi. Ừ. Dơ. Bữa nay thì mình đi lên đây thì mình... À, bữa nay mình lên đây thì ông bà cô chú anh chị em cũng nhìn thấy được hoàn cảnh của cậu Năm ở đây. Giờ không có còn ai hết, cha mẹ thì không còn, cậu bệnh vậy thì anh chị em thì chạy tới chạy luôn chứ không có rước gì nhà được, mà cũng không có trực được. Ừ, không có trực được. Dạ. Ban ngày thì xách đồ cho ăn, còn ban đêm thì ngủ một mình. Dạ. Rồi vậy thì bữa nay á, em xin trích một phần quà của chị giấu tên quê ở Vĩnh Long, hiện đang sống ở nước ngoài. Thì em xin trích một phần quà của chị, đó là số tiền 1 triệu đồng để em gửi cho cậu Năm Hoàng em ở đây, để dì Năm có tiền mà mua đồ ăn cho cậu Năm ăn, với lại dì Năm mua cho cậu chiếc chiếu mới nha. Dạ. Nè nè, nó nghe nè, ngồi vậy cái em lại cho tiền nè, cứ lấy đi, lấy rồi cảm ơn. Đó, ngồi vậy lấy đi nha. Rồi vậy đó, rồi nói cậu cảm ơn con. Rồi đó, đó, rồi lấy hai tay đàng hoàng. Nói cậu cảm ơn con, nói đi. Em à, không có em, nói cậu cảm ơn con. Nói đi, nói đi mày mốt cỡ con này nó đem bánh cho con ăn, cho cưng ăn. Đi,
Nói cậu cảm ơn con, nói đi. Em mới chịu. Cảm tình nghĩa đi. Nói đi. Nói đi, một cái đem bánh này, ăn bánh nhiều lắm luôn á. Nói câu đi. Đâu? Cảm ơn con. Rồi, cảm ơn con. Dạ, con cầm tiền lên, cậu cầm tiền lên. Nói cậu cảm ơn con nhiều, nói đi. Nói cậu. Cảm ơn con nhiều. À, con nhớ để cho bánh cậu. À, mai mốt con cho bánh cho cậu ăn nha. Ừ, đem bánh vô cho ăn. Mừng không? Cháu nó cho tiền mừng không? Mừng nhiều lắm em. Mai mốt đừng có nói bậy nữa nha. Gắng cố gắng hết bệnh đi, mốt mấy cháu ghé nó mua bánh cho ăn nha. À, vậy đi. Rồi dì Tư cũng thay mặt đó, dì Tư cảm ơn tụi con nhiều nha. Dạ. Chứ thiệt ra tỉ như nhà thì cũng không biết nhờ ai. Giờ chị em có ở đây thì có gần đó dì Tư. Chứ nhiều khi đói bụng á, thì kêu bà bãi ở bên này. Đưa đây dì Tư cắt cho mua bánh ăn nha. Đừng đưa nó, đâu vậy? Đây. Nó đưa chị hết trơn à. À, nói chị cắt giùm em đi, chị mua đồ cho em ăn. Là lúc mỗi tỉnh nó là nói đàng hoàng vậy đó. Cái ủ. Cắt đi. Dì Tư. Hết rồi. Ăn hết mồi rồi. Mồi gì? Mồi câu cá. Mồi câu cá. Cá gì câu nó kỳ mà. Nói chuyện đây không nói. Ngon. Máu trũng đó, đó hả? Không có mồi gì. Máu trũng máu đó. Mình á là chị Tư của thằng năm em nó bệnh, năm nay nó 49 tuổi mà bệnh tâm thần. Rồi có hai đứa cháu này nè, nó vô nó thăm, nó gửi cho 1 triệu. Rồi mình cũng thay mặt em mình nó bị bệnh á, mình cũng trước là cảm ơn hai cháu này với cảm ơn ai nữa? Chị giấu tên. À, cảm ơn của cái cô giấu tên á, cho tiền đó. Thôi mình cũng biết nói gì hơn, mình cảm ơn rất rất là nhiều. Trời. Em cũng xin cảm ơn chị giấu tên rất là nhiều. Thì chị đã giúp đỡ, ủng hộ cho kênh Hương Nhi Đồng Quê cũng như là những người khó khăn bệnh tật ở trong kênh của em, những người xung quanh em. Thì em cũng cầu xin Chúa chúc phước, ban bình an, ban sự dư dật trên tài chánh của gia đình anh chị, để anh chị có nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc trong những ngày sắp tới, để mà còn nhiều cơ hội san sẻ cho những người khó khăn như thế này nữa. Em cảm ơn chị rất là nhiều.